Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ngôi sao quần vợt nữ tố cáo cựu phó thủ tướng Trung Quốc tội tình dục. Ngôi sao quần vợt của Trung Quốc Bành Soái đã công khai cáo buộc một quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghỉ hưu về tội tấn công tình dục bà. Trong một post đăng trên Weibo, cô Bành nói cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ đã ép buộc cô quan hệ tình dục với ông ta. Đây là hình ảnh cô Bành Soái, ngôi sao quần vợt của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một cáo buộc như vậy được đưa ra đối với một trong những nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của Trung Quốc. Ông Trương đã không phản hồi các tuyên bố của cô. Post của cô sau đó đã bị xóa khỏi nền tảng online ở Trung Quốc. Các tìm kiếm về cô Bành, cựu tay vợt đánh đôi số 1 thế giới có vẻ như cũng bị hạn chế lại. Ông Trương, 75 tuổi, từng là phó thủ tướng Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2018 và là đồng minh thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi biết rằng những người cao quý như ông, phó thủ tướng Trương Cao Lệ, ông sẽ nói rằng ông không sợ. Cô Bành viết trong post đăng tải, nhưng ngay cả khi đó chỉ là một viên sỏi trọi đá hay con thiêu thân lao vào ngọn lửa khiến bản thân bị hủy diệt, thì tôi cũng sẽ nói ra sự thật về ông. Cô cho biết, lần đầu tiên ông ta ép buộc cô là khi cô đến nhà ông để chơi tennis. Chiều hôm đó tôi đã không đồng ý và không thể ngừng khóc, cô viết. Ông đưa tôi đến nhà ông, buộc tôi phải có quan hệ. Cô Bành, 35 tuổi, thừa nhận rằng cô sẽ không thể cung cấp bằng chứng để chứng minh các tuyên bố của mình. Tôi không có bằng chứng và không thể để lại bất kỳ bằng chứng nào. Ông luôn sợ rằng tôi sẽ mang theo thứ gì đó như máy ghi âm để ghi lại bằng chứng hay gì đó. Không có băng ghi âm, không có băng ghi hình, chỉ là trải nghiệm méo mó nhưng rất thực của tôi, cô nói. Post đăng trên mạng xã hội của ngôi sao quần vợt là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ Me Too được nhiều người biết đến ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2016 và chính ông Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ đã bị cô cáo buộc vì ép buộc quan hệ tình dục. Một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Chu Hiểu Tiền đã ra cáo buộc đối với một gương mặt truyền hình khác là Tố Chu trong một bài viết đăng trên mạng vào năm 2018. Bài viết đã lan truyền nhanh chóng và khích lệ nhiều người khác tiếp tục nói ra những trải nghiệm của họ về nạn quấy rối tình dục như thế. Ông Tố đã phủ nhận tất cả các tuyên bố. Bà Chu đã khởi kiện ông Tố nhưng vụ kiện đã bị bác bỏ vào tháng 9. Các tòa án Trung Quốc hiếm khi xét xử những trường hợp như vậy và nước này chỉ mới thông qua đạo luật quy định rõ ràng buộc về việc quấy rối tình dục trong thời gian gần đây. Trong sự nghiệp quần vợt của mình, cô Bành đã giành được hai danh hiệu nổi tiếng là Grand Slam, hạng danh mục đánh đôi nữ lần đầu tiên tại Wimbledon vào năm 2013 và lần thứ hai tại giải Roland Garros vào năm 2014. Cả hai đều chơi cùng đồng đội là tay vợt Su Wei của Đài Loan. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, hàng loạt vụ quan hệ bất chính trong đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã bị bắt quả tang là những cán bộ, đảng viên, giáo viên, thậm chí là lãnh đạo, khiến dư luận vô cùng ngỡ ngàng. Điều đáng nói ở đây là những lý do thường là chữa bệnh như ôm cho đỡ rét chẳng hạn, hoặc là choáng ngất hay cả việc đặt cọc mua nhà. Đây là hình ảnh Thượng tá Hoàng Thanh Hà, Phó trưởng Công an quận 10, bị bắt gặp quả tang quan hệ bất chính với nữ cấp dưới là Trung úy Nguyễn Đình Tố Như. Vụ Phó trưởng Công an quận 10 quan hệ bất chính với cấp dưới. Đó là vào lúc 13 giờ vào ngày 18 tháng 8, Thượng tá Hoàng Thanh Hà, Phó trưởng Công an quận 10, bị bắt quả tang đang quan hệ bất chính với nữ cấp dưới là Trung úy Nguyễn Đình Tố Như tại khách sạn khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Điều chớ trêu, người bắt quả tang ghi lại video hành động đồi bại của Thượng tá Hoàng Thanh Hà cũng là Trung úy Công an thuộc cấp của ông Hà và là chồng của Trung úy Tố Như. Và để giữ thể diện cho ngành, vào ngày 3 tháng 9, nghe nói ông Thượng tá sẽ bị kỷ luật làm gương, nhưng lại có nguồn tin cho rằng ông ấy sẽ được chuyển công tác về Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu gọi cách đưa ông Thượng tá về thành phố là kỷ luật thì không chừng lại là bước tiến trên con đường công danh và sự nghiệp, khi một bước từ quận lên thẳng thành phố, và như vậy ông ta có thể sẽ tiếp tục làm những trường hợp như vậy trong thời gian tới đây. Bị bắt quả tang trong nhà nghỉ, trưởng công an liên tục thề với chồng người phụ nữ kia là chưa làm gì luôn, vân vân.
Và mới đây, trên trang mạng xã hội lan truyền hai clip với độ dài tổng cộng 5 phút 24 giây đăng tải hình ảnh đôi nam nữ bị bắt quả tang trong một nhà nghỉ tại địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội vào lúc 13 giờ 10 vào ngày 14 tháng 9. Người đàn ông trong clip được cho là ông H, trưởng đồn công an ở địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai. Tờ báo Kiến Thức cũng ghi nhận nội dung trong clip phát tán cho thấy người đàn ông được cho là chồng người phụ nữ liên tục lớn tiếng quát: "Mày đón nó phải không? Tại sao mày lại đón nó? Mày say rượu thì mày vào nhà nghỉ làm gì? Mày làm tan nát cửa nhà tao, còn con này, mày đòi bỏ chồng, bỏ con nhé." Người đàn ông bị bắt quả tang thì liên tục chối: "Em thề với anh là em chưa bao giờ ngủ với cô này. Em thề với anh là không có chuyện cái gì luôn." Đây là hình ảnh người được xác nhận là công an huyện Quốc Oai bị bắt quả tang đang trong nhà nghỉ với vợ của người khác. Hai giáo viên và nhà nghỉ vì sốt rét, đây là câu hỏi được đặt ra. Mới đây cũng tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã xảy ra sự việc hai giáo viên bị phát hiện không mặc quần áo nằm ôm nhau trong nhà nghỉ. Được biết hai giáo viên trong sự việc trên là ông Hoàng Văn Quy, giáo viên trường tiểu học Mỏ Đá, xã Quang Làng, huyện Chi Lăng và bà Nguyễn Thị Tê, giáo viên trường tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng. Theo thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong, thầy giáo Quy cho biết mình và cô giáo Tê là chỗ quen biết, đồng nghiệp đã lâu. Thầy giáo này cũng khẳng định mình không hề có quan hệ bất chính với cô Tê. Sự việc bị phát hiện ở cùng nhau trong nhà nghỉ chỉ là do ông Quy bị ngộ độc thực phẩm, sau đó miệng nôn trôn tháo rồi lên cơn sốt rét. Do vậy, cô Tê đã yêu cầu vào nhà nghỉ để ôm cho đỡ rét, vào nhà nghỉ để thăm hỏi sức khỏe nữ cán bộ. Đây cũng là điều được đưa ra. Tiếp theo, tờ báo Dân Việt đưa tin vào ngày 22 tháng 6 trên trang Facebook xuất hiện một đoạn clip cho rằng bắt quả tang ông Nguyễn Quang Thuân, bí thư huyện ủy Krông Na vào nhà nghỉ cùng với một nữ cán bộ được xác định là bà N, trưởng ban tổ chức của một cơ quan cấp tỉnh ở Đắk Lắk. Clip dài hơn 4 phút đã ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước phòng một nhà nghỉ ở thành phố Buôn Ma Thuột liên tục gọi cho người tên là Thuận mở cửa. Đây là hình ảnh nữ cán bộ trưởng ban tổ chức của một cơ quan cấp tỉnh Đắk Lắk đang chui qua lỗ thông gió của nhà nghỉ. Ngay sau đó, người quay clip phát hiện một người phụ nữ chui qua lỗ thông gió ngồi trên mái nhà. Thấy vậy, người phụ nữ này đã chui lại vào trong phòng. Cùng lúc đó, người đàn ông trong phòng cầm cặp đi ra ngoài và lên ô tô rời khỏi nhà nghỉ. Trả lời báo Tiền Phong và phóng viên, ông Thuận giải thích là chỉ vào để hỏi thăm sức khỏe của nữ cán bộ này, bởi trước đó người phụ nữ này đang ngồi uống cà phê thì bị trúng gió nên hai người đã thuê phòng để nghỉ ngơi và vào nhà nghỉ để mua thuốc hạ men gan, cũng là điều được đưa ra trong cơ chế này. Sau khi sự việc trên xảy ra không lâu thì vào ngày 20 tháng 7, ông T, phó bí thư đảng ủy xã Thượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị bắt quả tang đang ở cùng phòng trong nhà nghỉ với bà E, cán bộ chính sách xã Tượng Sơn. Theo thông tin đăng tải trên trang Vietnamnet, ông Quy cho biết mình và bà T chỉ là đồng nghiệp cùng công tác với nhau ở cơ quan cũ. Thời điểm bị bắt quả tang, ông Quy chỉ nhờ bà T đi mua giúp hai hộp thuốc hạ men gan, đưa lên nhà nghỉ giúp ông vì ông bị say nguội do uống rượu từ chiều hôm trước. Và vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mua đất cũng là điều các quan chức Việt Nam đưa ra. Vào ngày 12 tháng 12, ông Dương Xuân Hát, chủ tịch thị trấn Hồ Thuận, Bắc, tỉnh Bắc Ninh, bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với một phụ nữ. Trước khi giữ chức vụ chủ tịch thị trấn Hồ, ông Hát từng giữ các chức vụ như trưởng công an thị trấn Hồ, phó bí thư, chủ nhiệm ban kiểm tra đảng ủy, theo thông tin trên báo Dân Việt. Và khi trả lời phóng viên, ông Hát khẳng định: "Chúng tôi là hàng xóm, đi xem đất, tôi đồng ý mua, khi quyết định đặt cọc tiền ngồi ngoài quán không tiện, nên chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mà thôi." Và cứ như thế, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đưa ra những lý do để biện minh cho hành động lố bịch của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021 với bản tin "Ngôi sao quần vợt nữ tố cáo cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc tội tình dục". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.